Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Những điểm mới của dự thảo luật Tòa án Nhân dân sửa đổi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình thảo luận lần này bao gồm: Tòa án thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử, quy định tòa án trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ và hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ để thể chế hóa nghị quyết 27 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta, đồng thời rà soát, bố cục lại các khoản trong điều luật cho phù hợp hơn. Về đổi mới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, nhiều ý kiến không tán thành quy định đổi mới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thành Tòa án Nhân dân phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp huyện thành Tòa án Nhân dân sơ thẩm. Nhiều ý kiến tán thành dự thảo luật về đổi mới Tòa án Nhân dân theo thẩm quyền xét xử. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ nguyên quy định của luật hiện hành về Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp, đa số ý kiến đề nghị chỉnh lý theo hướng. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định, đồng thời bổ sung quy định tại khoản 4 về việc tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp. Nhiều điểm mới như về nhiệm kỳ của thẩm phán, về bậc thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án, về bảo vệ tòa án, về quy định tiền lương, phụ cấp của thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án đã được các đại biểu thảo luận làm rõ. Sau ý kiến góp ý của các đại biểu, ban soạn thảo đã giải trình, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.